chào các bạn à, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ uh, uh, move special nhưng mà để xoay cái đối tượng này đi à, cũng tương tự như lệnh copy special mà sử dụng lệnh uh, rotate thì đầu tiên các bạn sẽ kích chọn đối tượng sau đó kích chuột phải, chọn Move Special, sau đó các bạn kích chọn Rotate Thế thì để quay một đối tượng này thì các bạn thấy là chúng ta cần phải có một cái trục để chúng ta xoay Thì ở đây các bạn có thể xác định qua đường Line hoặc là qua trục Z thì tương tự như cái lệnh Copy, các bạn có thể tham khảo thêm cái lệnh Copy của mình Rồi à, nên Nếu các bạn quay quanh trục Z thì các bạn chỉ việc xác định cái điểm thôi Đấy, Ví dụ các bạn muốn xoay quanh cái này chẳng hạn thì các bạn kích chọn cái điểm này chẳng hạn Đấy thì nó sẽ đây là cái điểm sẽ đóng, đóng vai trò là cái trục để cái đối tượng này xoay và bên trên này là để các bạn xác định cái góc các bạn xoay ví dụ các bạn 180 độ chẳng hạn thì các bạn kích vào mu thì nó sẽ di chuyển bay sang bên này chúng ta kích vào mu đó thì các bạn thấy nó xoay sang bên này kích vào mu tiếp thì các bạn thấy nó xoay bên này nếu các bạn kích chọn góc 90 độ các bạn kích vào mu ấy thì nó xoay sang bên này Đấy, thì từ cái điểm này các bạn thấy là góc xoay đây nó sẽ xoay 90 độ từ cái này nó xoay xuống đây, Đấy, nó sẽ quay xuống đây góc này là góc 90 độ, đó nếu mà các bạn uh, xoay mù âm 90 độ âm 90 độ đó, nó sẽ xoay ngược lại, ok đây là cách sử dụng cái lệnh rotate uh, bằng cách sử dụng lệnh mu special hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo